không nên mua được nhiều đồ thật đấy, toàn đồ đẹp thôi. Đương nhiên rồi, anh chọn giúp em mà. Đồ đẹp thế này mà không chụp vài kiểu nó cứ hơi bị phí anh nhở. À, đơn giản. Được đấy. Đưa em xem ảnh nào. Chân ngắn chân này, chia tay đi. Mày với Trả Mọc đập. Khoan, đừng nóng. Thử ống kính này xem. Không cần chia tay, chỉ cần thay ống kính.